Xin chào mọi người, đây là bản tin công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Redmi làm dậy sóng với bộ đôi giá siêu rẻ. Redmi đã lặng lẽ bổ sung hai chiếc máy mới là Redmi A2 và A2 Plus giá rẻ trên trang web toàn cầu. Redmi A2 có màn hình 6,5 inch đi kèm vi xử lý Helio G36 kết hợp với RAM 3GB cùng bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng RAM 6 kép và pin dung lượng 5000 mAh. Tuy nhiên chiếc máy sẽ chỉ chạy Android 12 Go Edition và không có hỗ trợ 4G. Còn phiên bản A2 cộng dường như không có sự khác biệt nhiều so với A2, với điểm duy nhất được bổ sung là cảm biến vân tay ở phía sau. Sẽ không bất ngờ khi chúng đều được bán với giá rẻ và được phát hành ra thị trường trong tương lai không xa. Con số khởi điểm sẽ chỉ loanh quanh 1,7 triệu đồng cho A2 và 2 triệu đồng cho A2 Plus. Tin tức tiếp theo đó là sạc siêu nhanh 300W sẽ sớm xuất hiện trên những chiếc máy Redmi. Gần đây, Xiaomi đã giới thiệu phiên bản sửa đổi của Redmi Note 12 Pro Plus được tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh 300W cho khả năng sạc đầy viên pin chỉ 5 phút. Với tiền đề đó, công ty cũng đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt công nghệ sạc 300W và dự kiến sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho những chiếc điện thoại trong tương lai của Redmi. Đây là bước đột phá quan trọng và có thể thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của người dùng. Với việc có thể sạc đầy viên pin 4100 mAh trong vòng 5 phút sẽ giúp người dùng không còn lo lắng về vấn đề hết pin trong khi di chuyển. Ngoài ra, điều này cũng sẽ là bước tiến lớn đối với lĩnh vực laptop hay là xe điện. Hiện tại chưa rõ khi nào Redmi sẽ đưa ra công nghệ sạc siêu nhanh 300W lên những chiếc điện thoại thương mại. Nhiều nguồn tin dự đoán, Redmi Note 13 Series sẽ là dòng máy đầu tiên có sạc 300W với phiên bản cao cấp nhất là Redmi Note 13 Pro Plus. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng sẽ sở hữu chip cao cấp và mức giá không biến động quá nhiều. Và bây giờ sẽ là thông tin cuối cùng trong ngày, Oppo Find N2 Flip lộ diện giá bán chính thức. Find N2 Flip hiện là chiếc điện thoại màn hình gập được đánh giá rất cao trên thế giới khi nó không có nếp gấp ở giữa, và Oppo đã rất ưu ái cho thị trường Việt Nam khi đưa ra mức giá rẻ hơn thị trường quốc tế đến hơn 4 triệu đồng, cụ thể là chỉ 21 triệu đồng, rẻ hơn 6 triệu so với chiếc Z Flip 4 khi mới vừa ra mắt. Ngoài ra, mức giá của sản phẩm khi so sánh với các nước khác trong khu vực cũng rất cạnh tranh. Chiếc máy này nổi bật với màn hình 6,8 inch và màn hình ngoài 3,26 inch. Về hiệu năng, Find N2 Flip được trang bị vi xử lý siêu mạnh là Dimensity 9000 Plus. Thời lượng pin của máy cũng là bước tiến lớn trong phân khúc điện thoại màn hình gập với 4300 mAh, mang lại thời gian sử dụng thực tế vượt trội, kết hợp với sạc nhanh 44W giúp tối ưu hóa thời gian sạc trong những trường hợp khẩn cấp. Với những thông số trên, Find N2 Flip được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt mới ở phân khúc điện thoại gập. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.